Chào mừng quý vị đến với bản tin gốc bóng đá 24 giờ của chúng tôi, nơi mà luôn cập nhật thông tin bóng đá trong nước cũng như quốc tế đến với người hâm mộ Việt Nam. Chúc quý vị có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ngay sau đây là thông tin thể thao cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay. Nhận định Argentina với Brazil, cuộc chiến giữa những người khổng lồ. Hai đội bóng hàng đầu của Nam Mỹ sẽ chuẩn bị đối đầu nhau ở vòng loại World Cup 2022 và đây hứa hẹn sẽ là màn đỏ sức hấp dẫn. Nhận định bóng đá Argentina với Brazil, vòng loại World Cup 2022. Trận đấu này được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Gốc Bóng Đá 24 giờ. Đội tuyển Brazil đã chắc chắn giành vé dự vòng chung kết World Cup 2022, nhưng điều này không ảnh hưởng đến quyết tâm của Selecao trong trận siêu kinh điển của bóng đá Nam Mỹ. Vì danh dự, Brazil sẽ quyết gây khó khăn cho Argentina. Trận thắng 1-0 trước Colombia đã giúp Brazil không chỉ giữ chắc ngôi đầu bảng, mà còn chắc chắn giành vé dự vòng chung kết World Cup 2022. Điều này mở đường cho huấn luyện viên Tite tiến hành các thử nghiệm thoải mái để chuẩn bị cho ngày hội bóng đá cuối năm tới tại Qatar. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thông thường của giới quan sát. Đối với người Brazil, đối đầu Argentina bao giờ cũng rất đặc biệt. Do trận lượt đi giữa đội bóng bị hoãn chỉ sau 8 phút tranh tài, coi như Brazil đã vượt qua vòng loại trước khi gặp Argentina. Đây là điều hơi đáng tiếc cho người hâm mộ Brazil bởi họ rất muốn đánh bại đại kình địch để khẳng định vị thế hàng đầu trong khu vực Nam Mỹ. Sau khi đã thất bại 0-1 trước Argentina ở trận chung kết Copa America trước Lionel Messi và đồng đội. Tại vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ, cũng chỉ còn lại Argentina và Brazil đang bất bại. Bất chấp cả lịch sử đối đầu dai dẳng đã có dài hơn một thế kỷ, Argentina và Brazil mới chỉ gặp nhau vỏn vẹn 8 lần tại vòng loại World Cup. Selecao chiếm ưu thế với 4 trận thắng và 2 thất bại. Trong cuộc đối đầu kinh điển này, nếu Argentina áp đảo ở Copa America thì Brazil lại chiếm thế thượng phong tại vòng loại vòng chung kết World Cup. Dự kiến huấn luyện viên Tite vẫn sẽ sử dụng đội hình mạnh khi đến làm khách trên sân của Argentina, bởi ông không muốn đà thăng tiến của Selecao bị cắt đứt một cách dễ dàng. Phía đội tuyển Argentina sẽ có Messi xuất phát sau khi anh vào sân từ ghế dự bị ở trận thắng Uruguay 1-0 tuần trước. Dù vậy, sự trở lại của Messi chưa chắc đã giúp cả tập thể Argentina mạnh lên, ngược lại còn kích thích sự tập trung tối đa của cả dàn cầu thủ Brazil. Selecao đã giành 34 trên 36 điểm tối đa sau 12 trận đã đấu ở vòng loại World Cup. Tất cả đều là trước các đối thủ yếu hơn. Vì thế, thắng Argentina mới khiến chiến dịch vòng loại của đội tuyển Brazil trở nên hoàn hảo, đồng thời gia tăng sự tự tin cho dàn cầu thủ Brazil sau nhiều năm không gặt hái thành công đáng kể ở vòng chung kết World Cup. Một cách thực tế, việc Argentina giành vé vòng chung kết World Cup 2022 cũng chỉ là vấn đề thời gian, do họ đang có khoảng cách lên tới 12 điểm so với vị trí phải đá play-off, trong khi vốn đang chơi ít hơn một trận. Nếu xảy ra bất trắc ở trận tiếp Brazil, cũng chưa tới mức tai họa cho Andy Celestor. Kể từ năm 1960 tới nay, đội tuyển Argentina chưa từng thắng Brazil trong hai lần đối đầu liên tiếp ở các giải đấu chính thức. Chính vì thế, việc đánh bại Selecao trong trận chung kết Copa America 2021 hồi tháng 7 vừa qua đem đến điểm gỡ cho Messi và đồng đội. Sẽ không ngạc nhiên nếu Brazil có điểm, thậm chí hát khúc khải hoàn ngay trên sân của đối thủ truyền kiếp Argentina. Thông tin lực lượng Argentina với Radin. Argentina đủ lực lượng. Brazil vắng Fabinho, Verissimo, chấn thương. Đội hình dự kiến Argentina với Brazil. Argentina 4-3-3, Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Acuna, Zepau, Rodriguez, Lo Celso, Di Maria, Lautaro, Messi Brazil, 4-3-3, Alisson, Alessandro, T, Silva, Marc Vinícius, Danilo, Paquetá, Casemiro, Fred, Neymar, Gabriel Jesus, Rafinha. Thông tin xung quanh Argentina với Brazil. Theo kèo châu Á, Argentina thắng 2, hòa 2, thua 11 trên 15 trận sân nhà gần đây ở vòng loại World Cup. Theo kèo châu Á, Brazil thắng 4, thua 2 trên 6 trận vừa qua. Đặc biệt xíu cả trận, 13 trên 15 trận sân nhà gần đây của Argentina ở vòng loại World Cup. 8 trên 10 trận chính thức vừa qua của Brazil và 7 trên 8 lần đối đầu gần nhất giữa đôi bên đều về xỉu bàn thắng. Dự đoán kết quả Argentina với Brazil, dự đoán kết quả chung cuộc 1 không nghiêng về Argentina. Bản tin gốc bóng đá 24 giờ của chúng tôi xin phép lại và xin hẹn quý vị vào những bản tin sau. Đừng quên ủng hộ, đồng hành bằng cách đăng ký kênh, subscribe, thích, like, chia sẻ, share để xem và theo dõi những video mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.